Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về cái cách người ta kết nối cái cầu thang của hai cái nhà liên kế song lập để mà nhập cái không gian lại làm một, phục vụ cho cái việc mở rộng kinh doanh. Đó, thì trong thực tế ở các cái thành phố lớn á, sầm uất, người ta cần nhiều cái mặt bằng để phục vụ cho cái việc kinh doanh á, thì người ta hay thuê nhiều cái căn nhà sát nhau để mà mở rộng ra. Nhưng mà khi mà kết nối không gian á, thì nó lại vướng. Thường là các cái nhà liên kế á, thì nó sẽ có cái cầu thang đối xứng nhau, dạng nhà song lập á. À, cho nên nó là không thể kết nối ngay chỗ hành lang mà lại kết nối ngay chỗ cầu thang. À, thì lúc đó cái bài toán cũng khá là nan giải. Thì ở đây chúng tôi thấy cái giải pháp chỗ này khá là tốt này, tức là người ta kết nối ngay cái vị trí chiêu nghỉ của cầu thang. Đó, đây là cái vị trí chiêu nghỉ, người ta giữ nguyên hai cái cầu thang. Đó. Đó, thì chúng tôi đứng ngay vị trí chiêu nghỉ này, chúng tôi quay qua cái tầng bên này. Đó. Rồi cũng từ từ cái chiêu nghỉ này, đó, chúng ta qua cái tầng bên này. Đây bây giờ chúng ta sẽ khám phá từng từng nhà cái của một cái tầng. Đó, thì đây chúng ta qua một cái tầng của cái nhà đây. Thì ví dụ như đây là cái phòng ngủ phía trước mặt tiền, trước cầu thang á, của một căn nhà, thì người ta sẽ làm thành cái phòng ăn, phòng kinh doanh. Đó, rồi phía sau cầu thang thì thường là nó sẽ có một cái phòng vệ sinh, và một cái phòng ngủ tiếp theo. Đó, thì cái phòng ngủ á, người ta lại làm thành cái phòng kinh doanh. Ở đây là cái nhà hàng cho nên nó là cái phòng tiếp khách. Cái vị trí này thì hai sàn nó bằng nhau, thì người ta nối thông luôn, đó, người ta nối thông thành một cái không gian rộng. Hiển nhiên là nếu mà chúng ta cần giữ những cái mảng tường này lại để làm trang trí, để mình bố trí bàn cho nó dễ chứ không cần phải đập, thì mình giữ, mình chỉ mở một cái lối thông để cho không gian nó rộng thôi. Còn nếu mà chúng ta không có nhu cầu để tường á, thì chúng ta có thể đập thông luôn, tại vì lúc đó cột chắc chắn là nó nằm ngay góc kia rồi, và cột nó nằm phía này. Còn hiển nhiên có những cái nhà dài á, không gian rộng á, nó buộc thế nó vướng cột, thì mình có thể áp dụng cái hình ảnh này là trong cái tường đó nó chứa cái cột. Quý vị thấy cái bề dài tường nó rất là lớn, là tại vì nó bản thân nó là tường của hai căn nhà. Người ta cắt, người ta đục, người ta thông, sau đó người ta tô trát phẳng lại. Đó. Thì đây là không gian phía sau. Vậy thì chúng ta khám phá cái phòng vệ sinh thử. Thì ở đây người ta dùng cái phòng vệ sinh của một căn để người ta làm cái toilet cho nam. Đó. Đây toilet nam này. Rồi người ta lại dùng cái phòng vệ sinh của căn bên kia để làm cái toilet cho nữ. À, bây giờ chúng ta qua khám phá cái bên này. Đây, chúng tôi đi xuống lại cái cầu thang. Rồi chúng ta đi ngay cái chỗ giao nhau này. Rồi chúng ta đi lên cái vị trí cái sàn của cái căn nhà bên cạnh. Thì bên đây cũng vậy, phía trước là có cửa vào phòng phía trước, chúng ta có thể kết nối không gian chung, có thể để phòng VIP riêng cũng được. Rồi đây chúng ta ra phía sau thì cái phòng vệ sinh của cái căn nhà bên này thì người ta dùng cho cái phòng vệ sinh cho nữ. Hai bên giống nhau chứ không cần phải thông nhau. Và cái không gian bên trong phòng á, thì nãy nó kết nối với bên kia rồi, chúng tôi quay rồi á, rồi chúng tôi quay lại. Đây đó.
Hồi nãy là chúng tôi đứng bên kia quay qua, bây giờ bên này quay lại. Đó, người ta kết nối như vậy. Rồi bây giờ chúng tôi phân tích lại cái vị trí cái cầu thang kỹ hơn một chút. Đây, ngay chỗ cái chim nghỉ đây. Thì ngay cái chim nghỉ á, người ta đặt ba cái chậu cây này nè, là nó có lý do của nó. Là tại vì nếu chúng ta không có đặt cái chậu cây để mà làm gây sự chú ý cho cái tầm nhìn của người đi á, thì người ta rất là dễ đi tại cái vị trí này. Ta tụt xuống luôn thì nó dễ bị người đi trên xuống á, thì dễ nó bị lả chân á, là nó chúi đạp. À, còn người đi dưới lên á, thì dễ bị dấp chân. Cho nên nó là trong nguyên tắc lưu thông á, thì người ta chặn lại, sau đó người ta quẹo nhẹ lại, thì lúc đó con người chúng ta sẽ đi chậm và tựa vào cái tay vịn này để đi xuống một cái chỗ nó giao nhau, rồi chúng ta từ từ bước. Có nghĩa là không có được đi thẳng và đi với cái tốc độ nhanh thì nó sẽ nguy hiểm. Còn nếu mà chúng ta đi chậm lại và cua nhẹ thì chúng ta sẽ chú ý và đi chậm. Đó. Bây giờ chúng tôi sẽ đi xuống cái tầng dưới để mà khảo, để cho quý vị tham khảo kỹ hơn. Chúng tôi quay kỹ cái chỗ đặc biệt này nè, cái chỗ mà lưu thông giữa hai bên này. Quý vị thấy cái đây là vị trí cây cầu nè, tức là nếu mà may mắn cây cầu nó nằm phía trong tường á, thì chỗ đây chúng ta đã sẽ không có bị vướng cầu. Nhưng mà đây người ta bố trí cầu giữa hai nhà là nó lòi ra phía cầu thang, cho nên khi đập tường ra thì nó lại vướng cầu, nhưng không có sao, nó vẫn tốt, vì mình để mình dễ bố trí, mình chặn cái lối đi thẳng. Đó, nó vẫn có cái cách hai. Đó. Nếu không có cây cầu này thì không gian nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà dù sao như nãy chúng tôi cũng giải thích đó, chúng ta cũng phải chặn lại để mà không có đi thẳng tụt qua bên kia, nó nguy hiểm cho người lưu thông trên cầu thang. Đây, cầu thang đây là cũng bất lợi nhất rồi đó, vì nó chẻ ba mặt ngay chưa nghỉ. Có nhiều cái cầu thang ở chỗ đây nó bằng thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc kết nối giống vậy. Tuy nhiên là chúng ta tư liệu tham khảo thì nó bất lợi mà chúng ta làm được, thì những cái trường hợp dễ hơn chúng ta cũng sẽ dễ làm hơn. Đó. Thì cái tầng dưới cũng vậy thôi, tương tự thôi, tất cả các tầng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội thất, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Đây, một tầng khác cũng giống như vậy. Chúng ta chỗ đây là hai cái chim nghỉ nó bằng nhau đây. Ủa, tốt quá. Chúng tôi đi mấy tầng trên cho nên là cũng không có thấy cái này. Đây là cái vị trí mà hai chim nghỉ không có chẻ bật bằng nhau. Cái vị trí này thì kết nối nó tốt quá, vậy thì chúng ta có thêm cái sự lựa chọn. Đây, thì ngay cái cầu thì người ta để những cái chậu hoa, chậu cây xanh như thế này để chặn cái cầu lại. Đó, mà làm cho khách đã phải đi thẳng qua bên kia, nó sẽ nguy hiểm. Đó. Đây, thì cái tương tự như thế mà người ta kết nối thôi. Thì cầu thang bản bê tông cốt thép quý vị, mà người ta trang trí nhà hàng cho nên người ta ốp cái gỗ giả cổ vô thôi, tại vì cái phong cách nhà hàng này là cổ xưa mộc mạc, cho nên nó là người ta dùng cái chất liệu như vậy. Đây, bàn này là khách quen. Không gian rất là sang trọng, ấm cúng, mát mẻ.
Chúng tôi đang ăn trưa trong cái nhà hàng này. Ở đây đây là cái nhà hàng tên gì vậy? À đây, tôi giới thiệu cho quý vị luôn. Nếu có đến Hà Nội thì đến đây để mà ủng hộ. Chúng tôi đang làm video tại cái nhà hàng này. Đó, ở đây cũng có cái chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh nữa nè. Rồi ở Phnom Penh, Bắc Linh, Đức. Chúng tôi không có không quen với nhà hàng này, cũng không có quảng cáo gì cho anh ta đâu. Sẵn làm video nó giúp cho anh em kỹ sư, xây dựng, kiến trúc sư và các chủ đầu tư có cái trường hợp tương tự thì tham khảo. Cho nên để trả ơn cho người ta thì chúng tôi cũng quảng bá nhẹ vậy thôi.